Xin kính chào quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thông tin đối ngoại của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, cùng với không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn quan tâm đầu tư các trang thiết bị hiện đại, chú trọng triển khai nhiều kỹ thuật mới, áp dụng công nghệ hiện đại mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh, nhất là những người bệnh có điều kiện khó khăn được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, đồng thời góp phần giảm tải cho các tuyến bệnh viện trung ương. Chương trình hôm nay sẽ tập trung phản ánh cùng quý vị và các bạn những nỗ lực của Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong việc áp dụng các công nghệ hiện đại và công tác khám chữa bệnh. Để đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân ngày càng cao, bên cạnh việc nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã không ngừng cập nhật và đưa vào ứng dụng nhiều công nghệ mới, máy móc, trang thiết bị hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh, giảm gánh nặng và tạo sự yên tâm cho bệnh nhân và gia đình. Việc đưa các thiết bị hiện đại giúp cho việc khám chữa bệnh được nhanh chóng, dễ dàng, sớm phát hiện, điều trị kịp thời cho bệnh nhân. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai là bệnh viện hạng 1 trực thuộc Sở Y tế, là cái bệnh viện có chuyên môn cao nhất của tỉnh. Thế thì trong những cái kế hoạch những năm trước đây và hiện nay là đến thời điểm năm 2020 và những năm tiếp theo, thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh là có xây dựng cái đề án phát triển các cái dịch vụ để làm sao mà tỉnh Lào Cai là cái tỉnh miền núi sẽ được tiếp cận bệnh nhân chủ yếu là những nghèo, sẽ được tiếp cận những cái dịch vụ cao nhất. Đó là gì? Đó là những cái dịch vụ kỹ thuật tiên tiến mà hiện nay đã được áp dụng trung ương, thì bệnh nhân không phải về trung ương mà bệnh nhân được hưởng thụ và được ứng dụng ngay kỹ thuật đó ở tại tỉnh Lào Cai. Với mục tiêu con người là yếu tố then chốt, Ban Giám đốc Bệnh viện tỉnh cũng quan tâm đến việc đào tạo, phát triển đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế có trình độ cao. Bên cạnh đó, bệnh viện còn triển khai thực hiện dự án bệnh viện vệ tinh của nhiều chuyên ngành, đồng thời duy trì việc giao ban đào tạo, hội chẩn trực tuyến với nhiều bệnh viện tuyến trung ương để việc điều trị đạt được hiệu quả cao nhất. Thì giai đoạn đầu thì như ngày hiện nay thì bọn tôi đang mời các thầy, là các chuyên gia, đặc biệt đó là sự hỗ trợ của tỉnh với trang thiết bị. Cái thứ hai là hỗ trợ của các thầy tuyến trung ương. Thì vừa qua thì chúng tôi đã được các bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai, rồi Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, Đại học Y Hà Nội đã cử các chuyên gia, các thầy trực tiếp nên chuyển giao các kỹ thuật. Vì là ở bệnh viện tỉnh Lào Cai hiện nay ấy, thì đã có một số các sĩ đã được tu nghiệp ở trong nước và có thể và một số bác sĩ ở nước ngoài đã sẵn sàng đủ trình độ để tiếp cận và để nhận chuyển giao những kỹ thuật mới như hiện nay. Thế thì vừa qua thì nhiều các dịch vụ kỹ thuật mới, ví dụ như trung ương làm được và bệnh viện tỉnh Lào Cai đã làm được và bệnh nhân đang được hưởng. Ví dụ như là cái kỹ thuật tán sỏi thận qua da, đây là một những kỹ thuật rất mới mà ở trung ương hiện nay đã áp dụng, thì Lào Cai đã đang giúp được. Cái dịch vụ tiếp theo đó là cái lọc máu, các cái kỹ thuật về thận nhân tạo là ở trung ương đang làm thì bệnh tỉnh Lào Cai cũng đang làm rất tốt. Và đặc biệt nữa là các dịch vụ chẩn đoán hình ảnh. Tuy nhiên thì còn một số dịch vụ nữa mà trong thời gian tới là chúng tôi là tiếp tục sẽ phải là các bệnh viện là các thầy là sẵn sàng hỗ trợ, ví dụ như là tới là các cái bệnh lý về can thiệp và bệnh lý về ung biếu. Đấy là những cái thời gian tới là bệnh viện sẽ phải phát triển. Vừa qua thì trong quan tâm của tỉnh đã thành lập trung tâm tim mạch và trung tâm ung biếu y học hạt nhân. Đó là những cái bệnh mà bệnh mắc phải, bệnh không lây nhiễm, thì tuy nhiên thì ngày nhiễm càng nhiều và cũng bệnh nhân phải chuyển tuyến trên. Thứ nhất là bệnh nhân phải đi, thứ hai phải người nhà đi chăm sóc. Một cái nguồn lực tốn kém xã hội rất lớn. Và tới những dịch vụ đó là bệnh nhân sẽ được hưởng ngay ở tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thực hiện thành công nhiều kỹ thuật mới như điều trị khai thông mạch não bằng thuốc tiêu huyết khối cho bệnh nhân đột quỵ não cấp, tán sỏi thận qua da, quy trình chẩn đoán và xử lý sốt chưa rõ nguyên nhân, phục hồi chức năng cho bệnh nhân tai biến mạch máu não và liệt tủy, lọc máu liên tục, mổ nội soi cắt bưu giáp. Đặc biệt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh là bệnh viện đầu tiên và duy nhất trong toàn tỉnh triển khai công nghệ phẫu thuật nội soi não VA và cắt abidan bằng phương pháp plasma, là một trong số các kỹ thuật y học hiện đại mới được triển khai. Trên thực tế, bệnh nhân bị viêm VA sẽ cảm thấy khó thở, gây cản trở đến sự phát triển của trí tuệ và thể chất, gây nhiễm trùng tai. Nếu không được điều trị kịp thời thì bệnh có nguy cơ tái phát thường xuyên và trở thành nơi trú ngụ của vi khuẩn. Từ đó, chúng sẽ tấn công các bộ phận khác trong cơ thể, gây ra các bệnh về tim, thận, phế quản.
Việc nạo VA và cắt amidan bằng phương pháp plasma được các chuyên gia đánh giá là phương pháp hiệu quả trong việc điều trị bệnh. Đây là một cái công nghệ tiên tiến của thế giới và đã được ứng dụng ở tại Việt Nam, đặc biệt là các bệnh viện tuyến trung ương. Thế và cái mong muốn của bệnh nhân Lào Cai đấy là cũng muốn được hưởng cái dịch vụ là dùng dao plasma. Thế vừa được vừa qua được sự quan tâm của tỉnh, được sự quan tâm của bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương và Đại học Y Hà Nội, và đặc biệt đó sự nỗ lực của bác sĩ bệnh viện tỉnh, thì chúng tôi đang nhận chuyển giao về cái kỹ thuật nạo VA cắt amidan bằng cái dao plasma. Dao plasma đây là một kỹ thuật rất là mới, là ít xâm lấn, mà bệnh nhân mà trước đây thì là dùng thòng lọng rồi dùng dao điện này là một kỹ thuật là xâm lấn, và bệnh nhân sau mổ thì vẫn còn đau, vẫn còn cảm là khó chịu. Thì tuy nhiên cái kỹ thuật này nó thể hiện một sự ưu việt đấy, và vừa qua thì trong một thời gian thử nghiệm vừa qua thì đã đánh giá bệnh nhân rất hài lòng. Và cái này thì với các anh em bác sĩ đều đã làm chủ được kỹ thuật này. Phương pháp plasma sử dụng năng lượng để lấy toàn bộ VA và amidan, nên việc phá hủy các mô bị viêm sẽ được thực hiện một cách dễ dàng mà không gây bỏng hoặc tổn thương tới các mô xung quanh. Do đó, vi khuẩn sẽ được loại bỏ một cách triệt để. Hơn thế nữa, plasma là dao cắt mỏng, thiết kế dẹt, có thể linh hoạt thay đổi hình dạng và có gắn camera, nên các bác sĩ có thể quan sát và thực hiện thao tác một cách dễ dàng khi thực hiện phẫu thuật. Phương pháp lạo VA bằng dao plasma này nó sẽ giúp cho quá trình mổ được làm được nhanh hơn. Lý do là dao plasma thì cái khả năng cầm máu của nó rất tốt so với lại mổ bằng các phương pháp khác, như là mổ ngày xưa thì mổ bằng các thìa lạo. Sau khi lạo bằng thìa xong thì lại phải dùng dao điện để cầm máu, nên là cái cuộc mổ nó sẽ bị kéo dài hơn. Và hai nữa là dao plasma thì cái nhiệt độ của nó thấp hơn so với lại nhiệt độ của dao điện, nên là cái khả năng mà sau phẫu thuật thì bệnh nhân sẽ đỡ đau hơn, và khả năng hồi phục sau mổ bằng dao plasma cũng sẽ nhanh hơn so với các phương pháp khác. Sau khi bệnh nhân mổ xong thì cũng giống với lại các phương pháp mổ bình thường. Bệnh nhân sẽ được ăn bằng các như là uống sữa, ăn các nước cơm, nước cháo mà ngay sau khi tỉnh thuốc mê. Và đặc biệt là sau khi mổ xong bằng dao plasma thì bệnh nhân không phải kiêng nói như ngày xưa, thì bệnh nhân vẫn hay truyền tai nhau là sau khi mổ amidan và cắt lạo VA thì xong là phải kiêng nói, nhưng bây giờ thì bệnh nhân không phải kiêng nói nữa. Thì đây là những cái ưu điểm dao plasma mang lại cho bệnh nhân và cả cho thầy thuốc. Con nhà em thì thực ra nói thật là con nhà em đi mổ lần này là lần thứ 3 rồi. Nhưng mà những lần trước là con nhà em cũng chưa có cái phương pháp này. Và lần này đến ấy thì các bác sĩ cũng tư vấn. Và ban đầu tư vấn thì em cũng chưa đồng ý ngay. Em còn phải tìm hiểu. Bởi vì là cái gì, cái sức khỏe của con bao giờ cũng là quan trọng nhất. Và qua quá trình tìm hiểu giữa báo mạng và em được các anh chị em trong ngành y em quen biết nói cho em, thì em đã chọn cái phương pháp là mổ cho con bằng cái lưỡi dao plasma này. Thứ nhất là nó an toàn, nó nhanh. Quan trọng nữa đấy là nó độ chảy máu của nó ít và nó không bị mất cái sức nhiều. Mà trẻ con thì cái quan trọng nhất đấy là cái sức khỏe. Con người lớn thì còn nhanh khỏe được, chứ trẻ con thì nó chỉ nhanh lành vết thương thôi chứ sức khỏe nó yếu. Nên là những cái gì mà tốt nhất thì em muốn dành cho con. Thì đấy là cái lý do mà em đã chọn đến cái phương pháp mổ plasma này. Việc không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ thời gian qua đã giúp bệnh viện nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân. Những kỹ thuật cao được triển khai thành công tại bệnh viện đã giúp tăng thêm uy tín, khẳng định chất lượng hoạt động của bệnh viện tuyến đầu của tỉnh Lào Cai. Khi mà ứng dụng các cái kỹ thuật mà cao và cái dịch vụ kỹ thuật cao ở viện tỉnh Lào Cai ấy, thì bây giờ thì rất là thuận. Thuận cái thứ nhất là được ủng hộ của tỉnh. Cái thứ hai là được hỗ trợ các tuyến trung ương. Thế tuy nhiên thì nó cũng bên cạnh cái thuận lợi còn cái khó khăn. Đó là các trang thiết bị còn đắt. Thế cái thứ hai nữa là bệnh nhân còn nghèo. Cái thứ ba nữa là các kỹ thuật cao này thường là chi phí lớn.
trên là cái nguồn bảo hiểm mà họ chưa thanh toán hết cho bệnh nhân. Thế trên đấy là một trong những cái trở ngại. Thế còn nếu sau này mà được bảo hiểm chi trả, mà được nguồn ngân sách hỗ trợ về trang thiết bị thì tôi nghĩ cũng sẽ các kỹ thuật cao tới sẽ được triển khai tiếp theo. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tiếp tục trở thành bệnh viện vệ tinh của các bệnh viện tuyến trung ương để trở thành địa chỉ tin cậy của các bệnh nhân trong tỉnh và ở các tỉnh lân cận. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thông tin Đối ngoại đến đây sẽ được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.